Giới chức bang New South Wales của Australia ngày hôm nay thông báo sẽ dỡ bỏ giới hạn 50 người tại các địa điểm trong nhà như là quán cà phê, quán rượu, nhà hàng và nhà thờ từ ngày 1 tháng 7 để giúp khôi phục các hoạt động kinh tế hậu đại dịch Covid-19. Các địa điểm văn hóa và thể thao ngoài trời với sức chứa không quá 40.000 người cũng được phép tổ chức trở lại các sự kiện thể thao và hòa với điều kiện chỉ được đón nhận lượng khán giả không quá 25% sức chứa. Cũng trong ngày 14 tháng 6, Thủ hiến bang Victoria thông báo từ đầu tuần thì các quán cà phê, nhà hàng và quán rượu ở bang này sẽ có thể tiếp nhận tối đa 50 khách tại cùng một thời điểm so với mức giới hạn hiện nay là 20 người. Các trung tâm thể thao trong nhà và phòng tập gym cũng sẽ được mở cửa trở lại cho tối đa là 20 khách tập. Tính đến hết ngày 13 tháng 6, thì Australia đã ghi nhận tổng số hơn 7.300 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 102 trường hợp tử vong. Chính phủ Chile mới đây tuyên bố sẽ thay Bộ trưởng Y tế mới trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại nước này tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Tổng thống Sebastián Piñera cho biết là chức vụ Bộ trưởng Y tế sẽ được giao cho ông Enrique Paris, cựu giám đốc của trường đại học Comen, chuyên đào tạo bác sĩ tại Chile. Quyết định của chính phủ Chile được đưa ra trong bối cảnh số lượng ca nhiễm mới trong ngày tại quốc gia này tiếp tục tăng vọt. Tính đến nay, Chile đã ghi nhận tổng cộng hơn 167.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 3.101 người tử vong, là tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai khu vực Mỹ Latin chỉ sau Brazil. Tin quốc tế, cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc sáng 14 tháng 6 cho biết là nước này ghi nhận thêm 34 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên tới 12.085 ca. Tuy nhiên, Hàn Quốc không ghi nhận thêm bất cứ ca tử vong nào, trong khi có thêm 27 bệnh nhân COVID-19 hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 10.718 ca. Hàn Quốc hiện đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành kiểm tra y tế trong cuộc sống hàng ngày bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 vừa qua. Song ngay sau đó, thì cơ quan y tế nước này đã phát hiện một số ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm tới gần một nửa dân số của Hàn Quốc. Quận Phong Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc cách đây ít giờ đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp thời chiến và thủ đô Bắc Kinh cũng đã phải cấm các sự kiện thể thao và du lịch vào sau khi ghi nhận liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại ổ dịch chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng COVID-19 thứ hai. Sau nhiều ngày, số bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc chỉ tăng ở mức một con số, thì ngày 13 tháng 6, con số này đã bật tăng lên 57 trường hợp. Đáng lo ngại hơn cả là số ca bệnh trong cộng đồng lên tới 38 trường hợp, trong đó có 36 người ở Bắc Kinh, 2 người còn lại ở tỉnh Liêu Ninh nhưng cũng liên quan tới các ca bệnh ở Bắc Kinh. Quận Phong Đài ở Bắc Kinh đã ngay lập tức bị phong tỏa, đặt trong tình trạng khẩn cấp thời chiến, áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn nguồn lây COVID-19 tại ổ dịch chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa. Bắc Kinh sẽ mở rộng xét nghiệm đối với cả người, môi trường và thực phẩm. Không chỉ hơn 10.000 người trong khu chợ này phải tiến hành xét nghiệm, toàn bộ người dân sống quanh khu chợ cũng được đưa vào diện xét nghiệm. Bắc Kinh hiện cũng đang truy tìm tất cả những người từng đến Tân Phát Địa kể từ ngày 30 tháng 5. Tôi đã nghe về điều này, tin tức có ở khắp mọi nơi, cảm giác như cuộc sống của chúng tôi một lần nữa bị đảo lộn, thật bất lực. Tôi cho rằng chúng ta đã đánh giá quá thấp tác động của đại dịch lần này. Giờ đây mọi người nên thận trọng trong cuộc sống, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã kêu gọi người dân không đến Bắc Kinh vào thời điểm này nếu không cần thiết và yêu cầu những người đến từ khu vực có nguy cơ cao ở Bắc Kinh phải cách ly 14 ngày. Theo dự đoán của các chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ không bùng phát dịch trên quy mô lớn như Vũ Hán. Ổ dịch Tân Phát Địa có thể kiểm soát ở mức dưới 200 ca bệnh và 2 tuần tới sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình ngăn chặn dịch tại đây. Làm việc suốt nhiều giờ trong bộ thiết bị bảo hộ cồng kềnh gồm bộ quần áo nặng 6kg, khẩu trang N95, kính và túi bọc dày là một thử thách đối với các y bác sĩ, thậm chí trong tiết trời mát mẻ. Với nhiệt độ cao trên 30 độ C, gần đây ở Hàn Quốc, họ đầm đìa mồ hôi chỉ chưa đầy 5 phút sau khi mặc những bộ đồ bảo hộ. Nhiệt độ cao khi vào hè gây khó khăn cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 khi phải mặc những bộ đồ bảo hộ nóng bức. Việc đi vệ sinh là một thử thách khác với các nhân viên y tế đã kiệt sức khi PPE là loại đồ chỉ dùng một lần và rất khó để tháo ra mặc vào. Hầu hết họ than thở rằng mình phải hạn chế uống nước trước khi mặc bộ đồ này để không phải đi vệ sinh. Nếu khi đi tắm, họ phải cởi đồ bảo hộ và thay bộ mới ít nhất là 10 phút. Thực tế, những trường hợp nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ và bị ngất xỉu do mất nước và nóng bức đã được ghi nhận khắp Hàn Quốc kể từ đợt nắng nóng gần đây.
Tại Incheon, phía Tây Seoul, ba nhân viên y tế cộng đồng đã ngất xỉu hôm ngày 9 tháng 6 khi đang xét nghiệm cho các học sinh của một trường trung học giữa thời tiết hơn 30 độ C. Họ đều bị chóng mặt, thở dốc, run tay và người bủn rủn trước khi được đưa tới bệnh viện. Còn các chuyên gia cho biết những chiếc áo làm mát không phải là giải pháp. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ chi 3 tỷ won, tương đương 2,5 triệu đô la Mỹ để lắp đặt các máy điều hòa nhiệt độ tại toàn bộ 614 điểm sàng lọc COVID-19 trên toàn quốc. Chính phủ cũng khuyến khích thay thế đồ bảo hộ dày bằng các áo choàng phẫu thuật để làm giảm mệt mỏi giữa thời tiết nóng bức. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các thị trường xuất khẩu cá tra chính của Việt Nam là Mỹ, EU và Trung Quốc đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Điều này khiến cho kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu âm khiến cho giá cá tra nguyên liệu cũng tụt giảm theo. Với giá bán từ 17 đến 19 ngàn đồng một kg, hiện nông dân đang phải chịu lỗ 5 ngàn đồng một kg cá tra. Và theo dự báo của VASEP thì phải đến tháng 7 này, thị trường cá tra mới có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ. Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, thì xuất khẩu cá tra 5 tháng đầu năm chỉ đạt 456 triệu đô la Mỹ, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Trung Quốc giảm 48%, EU giảm 47,3%, Mỹ giảm 19,8%. Hoạt động xuất khẩu lao dốc khiến một lượng lớn mặt hàng cá tra bị tồn kho, không thể xuất khẩu. Hiện cá tra thương phẩm size lớn có giá từ 17 đến 18.000 đồng một kg. Với mức giá này, nông dân nuôi cá tra đang lỗ tới 5.000 đồng một kg. Hiện nay, về phía chủ trương từ trung ương cho đến tỉnh cũng là sốc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu để khắc phục được những tồn tại khó khăn thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì cái này thì chúng ta cũng không thể nào là gấp rút được, mà nó còn tùy thuộc vào cái tình hình dịch bệnh COVID ở các nước trên thế giới. Theo phân tích của VASEP, thời gian qua EU, thị trường chính của cá tra Việt Nam đã dành nhiều ưu ái cho các sản phẩm cá thịt trắng và cá biển, nên cá tra Việt Nam xuất khẩu sang đây gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7 này, thị trường xuất khẩu cá tra sẽ có đà phát triển mới do những tác động từ việc phê chuẩn và sớm triển khai các hiệp định EVFTA và EVIPA. Việc thực thi các hiệp định cũng đặt ra yêu cầu về đáp ứng các rào cản kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu nuôi trồng đến chế biến. Anh nên nhớ là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nó khác ở thế hệ cũ là ngoài cái chuyện mà hàng rào kỹ thuật, hàng rào thương mại, nó không phải vấn đề thương mại không, mà vấn đề môi trường, vấn đề về sở hữu trí tuệ, rất là nhiều vấn đề. Mà điều đó thì các chính quyền địa phương cùng với các bộ ngành sẽ tạo ra, đưa những vấn đề pháp lý của những hiệp định thương mại đó đến với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời chúng ta phải chuẩn hóa lại các vùng nuôi để mà đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật của các nhà nhập khẩu nước ngoài. Năm 2020, ngành hàng cá tra phấn đấu sản lượng nuôi dự kiến đạt 1,42 triệu tấn, diện tích nuôi lũy kế dự kiến đạt 6.600 ha, giá trị xuất khẩu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Vâng, những ngày qua thì số hộ dân tình nguyện không nhận tiền hỗ trợ tại Thanh Hóa không ngừng tăng lên, đặc biệt là tại huyện Thọ Xuân. Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, toàn huyện thì có hơn 46.500 người thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện hỗ trợ của dịch COVID-19 với tổng số tiền là trên 48 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay thì đã hơn 2.400 người dân trên địa bàn tự nguyện không nhận hỗ trợ với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng như Xuân Phong, Xuân Lập, Quảng Phú, Thuận Minh, Xuân Sinh. Các lá đơn tự nguyện của người dân với lý do khá giống nhau là tự xét thấy điều kiện gia đình có thể tự túc vượt qua khó khăn sau dịch COVID-19 nên đã xin không nhận hỗ trợ để nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Đa số những hộ dân không nhận hỗ trợ là thương bệnh binh, người có công và hộ cận nghèo. Có hộ thậm chí đã nhận được 4 triệu rưỡi trong 3 tháng, nhưng họ đã tự nguyện xin không nhận hỗ trợ. Trước đó, huyện Thọ Xuân đã rà soát tất cả các đối tượng trong nhóm người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội để lựa chọn, không trùng lặp các đối tượng trong nhóm và ngoài nhóm với nhau. Ngoài huyện Thọ Xuân, còn có nhiều người dân khác ở các huyện như Quảng Xương, Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tình nguyện không nhận tiền hỗ trợ. Riêng huyện Quảng Xương đã có trên 300 hộ nghèo, cận nghèo với gần 1.350 người tình nguyện không nhận tiền hỗ trợ.
Thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, là số hộ dân bây giờ đang viết đơn để xin không nhận số tiền này thì cũng đã lên tới là 2.000 hộ dân rồi. Và khi mà chúng ta so sánh với những cái hành động trục lợi trong cái dịch Covid-19 vừa rồi, ví dụ như là khai khống cái số tiền là mua máy thở, thì chúng ta thấy rằng là những người dân tuy nhỏ bé thôi nhưng mà rõ ràng là đã có những cái hành động rất là nghĩa hiệp. Đứng ở góc độ nào thì bản thân tôi và tất cả những người tiếp nhận được thông tin này thì đều có một cái tấm lòng trân trọng và cảm phục đối với những người nghèo, khi mà người ta biết nhường lại những cái thuận lợi để cho những người khó khăn hơn mình được nhận được. Với 2.400 hộ tự nguyện, nếu như là theo những cái thông tin đó thì đứng ở góc độ nào chúng ta cũng cần học tập và như vậy là noi theo người ta, biết ơn người ta. Nhưng ở đây người ta, người dân và dư luận cũng có quyền đặt câu hỏi, ở một huyện miền núi vất vả như vậy, khó khăn như vậy, nghèo đến như vậy, mà tại sao đến 2.400 người lại tự nguyện? Liệu ở đây có vấn đề gì không? Nếu như chúng ta nghe rằng đây là ở trên cái chính phủ thì có dùng một cái kênh thông tin 111 để như vậy là chia sẻ và hỗ trợ người dân khi mà anh giám sát hoặc là anh giải quyết những cái vướng mắc ở chỗ này, thì vẫn có những cái ý kiến cho rằng ở đây nó có một cái điều gì đó mà người ta thấy rằng, người ta nghi ngờ, có thể là có vận động và cũng có thể là người dân nọ truyền đến người dân kia và có thể một điều gì đó làm cho người ta đã tự ái. Tôi nhớ rằng đây là đến sáng nay thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Thanh Hóa đã có công điện gửi đến các sở và gửi tới tất các cái địa phương của tỉnh Thanh Hóa là nói rõ là nếu anh nào vận động nông dân thì đó là việc làm sai và yêu cầu là phải làm đúng, và anh nào làm sai thì phải xử lý, và thứ ba nữa là tạo điều kiện để cho người dân được thực hiện cái quyền tự nguyện của mình bằng một cách tốt nhất và hướng dẫn người ta thực hiện.